Ủa này là lạ. Này là này là vô với chị ai vô rồi. Chưa bao giờ like cái này nên là không biết. Sẽ có một xe. Hello. À, đợi mọi người vào đông đông nên là sẽ nói lý do vì sao mà hôm nay lại livestream. Chị cho em mượn cái điện thoại được. Có bát không? Xin chào Khoa. Hello Tin Tin. Chào thầy nha, Di Triệu Vũ nha. Hello mọi người. Chị đang ở Vinh. Hiện tại chị đang ở Vinh, tối nay chị diễn ở Vinh. Nóng quá. Rất là nóng. Đang 35 độ C. Ngồi trong phòng mà giống như là ngồi trong cái lò thiêu. Ở đây tối thui à. Lý do ngày hôm nay livestream là bởi vì các nghệ sĩ khác ai cũng livestream hết, mà có mình Bảo Anh thì đây là lần đầu tiên mà nói chuyện trực tiếp với mấy bạn như thế này. Thấy mình hơi bị cổ lỗ sĩ. Hơi bị chậm trễ so với thời đại. Chào mọi người. Lắc quá hả? Lắc quá thì không biết làm sao. Ý. Hát hả? Hiện tại là bây giờ trong phòng đang mở kênh Giang TV. Không, chị đang ở Vinh. Chị đang ở Vinh chứ không phải là ở Quy Nhơn. Trái tim em cũng biết đau. Cảm ơn các bạn đã yêu mến cái bài hát đó. Cảm ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ cái ca khúc của Bảo Anh do anh Siro sáng tác. Tối nay là mình diễn ở đâu nhỉ? Ở địa Golden Sea, Golden Sea Club ở Vinh. Chết rồi, lại mất nữa rồi. À, có zin không nhỉ? Trong này có zin không nhỉ? Mai chị diễn ở Đà Nẵng. Mai chị diễn ở Đà Nẵng. Đà Nẵng là chỗ nào nhỉ? Chị à, Đà Nẵng là mình diễn ở cái gì resort á? À, chị có cái đây ở đây không? Để báo cho mấy bạn biết. Nói chung là tại vì là trí nhớ Nemo nên là chị rất là dở nhớ mấy cái điểm diễn, nên là lúc nào anh quản lý và các bạn trợ lý phải nhớ những cái chỗ đó. Còn chị thì trí nhớ rất là ngắn hạn. Thể
chạy theo lời yêu cầu. Nãy giờ thấy mấy bạn nói bài trái tim em cũng biết đau nên mở lên. Rất đau, chỉ muốn buông tình ta ở đây. Thì cho đến giờ chẳng có ai biết em tồn tại. Những lần chào nhau bối rối, người ở bên cạnh anh chẳng nghi ngờ, lòng em lại chẳng nhẹ nhàng. Lời một ly buồn đến mấy cũng không thể nào làm cho em gục ngã đến mức tuyệt vọng. Chỉ là vết thương sâu một chút thôi anh à. Chị đang mở chị hát theo thôi, chị không phải là hát thôi. Tay chị á hả? Tay chị là chữ Beyond You Can Be, tức có nghĩa là bạn có thể làm được tất cả những cái gì mà bạn muốn đấy. Cái chữ này là cái chữ mà sẽ thành động lực của Bảo Anh lúc mà cảm thấy mà bế tắc, hay là cảm thấy là không có thể vượt qua được một cái điều gì đó, thì sẽ nhìn thấy cái chữ này và sẽ tự nhắc bản thân mình là không điều gì mà mình có thể, không có điều gì mà mình không thể vượt qua được. Hello Phan Nguyễn, em thi tiếng Pháp là nhầm, em thi hoa cho Icon đúng không? Lại nhớ một người em rất thương, một người đã làm cuộc sống em khác đi rất nhiều. Nếu sau này anh vẫn thế thì hãy trân trọng người ở bên cạnh và yêu người ấy thật nhiều. Lời biệt ly buồn đến mấy cũng không thể nào làm cho em gục ngã đến mức tuyệt vọng. Chỉ là vết thương sâu một chút thôi. Chị đã thấy phục vụ trong khách sạn lên đồ ăn lên rồi. Vì sự ham ăn vốn có là chị quên mất là chị đang hát cho tụi em nghe. Chị ký chắc xuống dưới phòng á rồi mình trả sau. Dành hết cho em và yêu em rất nhiều. Lời biệt ly buồn đến mấy cũng không thể nào làm cho em gục ngã đến mức tuyệt vọng. Chỉ là vết thương sâu một chút thôi anh à. Ngày mà anh tìm đến em tin anh thật lòng và yêu em bằng những cảm xúc từ nguyện. Làm em quá yêu nên mù quáng đến yêu lòng. Là ngày chúng ta bắt đầu những sai lầm. Dù cho bây giờ trái tim anh dành hết cho em và yêu em rất nhiều, nhưng sau này sẽ ra sao em không thể cố tiếp tục nữa. Chẳng bao
bao giờ em trách anh, chỉ biết im lặng như thế thôi. Khóc trong lòng không nói ra mới xót xa. Hết rồi. Ô Gian TV đang rất là trùng hợp khi mà Gian TV đang vừa mới quảng cáo ca khúc Trái tim em cũng biết đau trong Gian Vbox 20. Bài này hay mà cũng khó hát quá. Chị thấy là một số bạn vào nói chuyện với chị trong Facebook nói là tụi em có cover lại nhưng mà cái bài này khó quá. Nên là mỗi lần mà cover thì rất là mệt. Và khi mà ra cái ca khúc này thì Bảo Anh cũng như là Siro có nhận được rất là nhiều những cái tâm thư gửi về inbox, gửi ở trong Facebook. Thì có rất là nhiều cô gái đang ở trong cái tâm trạng của cái bài hát này. Có một cái cô gái nói như thế này, là cô ấy quen một cái người đàn ông đã có vợ, mặc dù là cái tình yêu đó là thật, và cô ấy cũng biết là cô ấy đang là người thứ ba, nhưng mà cô cố chấp để mà yêu cái anh này. Thì đến khi mà một người bạn, một người chị của cô nói với cô một cái câu như thế này mà cô mới thật sự là thức tỉnh. Và khi mà cô nghe cái bài hát và xem cái MV của Bảo Anh đó thì cô đã khóc. Người chị của các bạn nó nói với cái người này như thế này, là làm vợ thì còn có danh phận, làm người yêu thì còn có quà và được thương yêu. Nhưng mà và nếu như mà làm một người mà đi bán thân mình cho người khác thì cũng có tiền, nhưng mà làm người thứ ba thì sẽ không có gì cả. Chị chưa ăn cơm nữa, thức ăn đem lên phòng rồi mà chị đang bận livestream mà chị chưa ăn. Trời ơi, có bạn nói là mặt của chị hơi vinh. Vinh là tại vì sao? Vinh là tại vì đang ngồi ở cái chỗ này nó thấp quá. Đây, thấp ơi là thấp, sợ mọi người không thấy. Nên là phải cái vinh mặt lên như này cho mọi người coi. Ngoài Trái tim em cũng biết đau thì mọi người còn thích bài gì nữa? Chị ơi, ăn cơm đi. Thôi. Chị đi ăn cơm đây. Bởi vì chị đi ăn cơm xong rồi chị còn phải đi hát nữa. Hy vọng là Vĩnh Long thì chị chưa có show, nhưng mà ngày mai thì chị sẽ có mặt ở Đà Nẵng diễn ở chị ơi, Đà Nẵng là diễn ở chị nhớ là Đà Nẵng là chị diễn một event, xong rồi sau đó chị sẽ chạy ra Tam Kỳ luôn để diễn một cái bar ở Tam Kỳ. Và ngày hôm Tam Kỳ ở đâu rồi thì cho em mượn cái này xem. À, ngày mai vào lúc 7 giờ tối chị sẽ có mặt tại Premier Villa Resort
sau đó là club gì chị nhỉ? kênh kêu báo. Chị có cái chị có cái list nhưng mà chị lại bỏ trong cái điện thoại này rồi, mà điện thoại này là đang livestream với tụi em. Nhưng mà nói chung á là chị sẽ diễn ở Đà Nẵng, sau đó là sẽ ra Tam Kỳ vào ngày 21 luôn. Ngày 22 chị sẽ đi 22 là sẽ đi Đông Ở đó luôn Đông Hà. Đông Hà 23 là Quảng Ngãi. 24 chị sẽ quay lại Vinh. Rồi bay về Sài Gòn. Bay về Sài Gòn thân yêu. Thôi bây giờ hát tặng mọi người một ca khúc nữa nha. Một đoạn thôi, xong rồi chúng ta sẽ say goodbye. bạn gì Các bạn muốn bài gì nè? Các bạn muốn muốn bài gì? Muốn bài gì? Hát một đoạn của bài gì? Anh muốn em sống sao? Rồi bài gì nữa? Thôi thì thấy mọi người yêu cầu một số bài thì chị sẽ hát. À, bạn Yến Nhi hả? Yến Nhi, hello em, nhớ Nhung hả? Okay. Rồi, hát một đoạn rồi mình sẽ đi ăn cơm nha. Phút giây nào quá ngọt ngào khi anh bước đến bên em, nắm đôi tay con tim như bỗng ngây dại lúc anh trao lời yêu em. Giờ thì đã quá rồi, còn lại gì khi anh đã mãi xa rồi? Kỷ niệm nào theo mây gió trôi hết rồi, chỉ còn mình em cô đơn lòng buồn xót xa. Thầm gọi tên anh trong đêm cho vơi đi nỗi nhớ nhung trong em. Trong bóng đêm hiu quạnh nơi trái tim hoang lạnh, come and get it baby. Ok, các bạn ăn tối ngon miệng nhé. Xin chào, bye bye.